Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Bây giờ, lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu, con trai của Hanani, nghịch cùng Ba-ê-sa mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Ba-ê-sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam con trai của Nê-bát vậy. Phàm kẻ nào thuộc về Ba-ê-sa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Ba-ê-sa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba-ê-sa an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tiệt-sa. Ê-la, con trai người, kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Giê-hu, con trai Hanani, mà phán nghịch cùng Ba-ê-sa và nhà người. Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời Asa, vua Juda, thì Ê-la, con trai Ba-ê-sa lên làm vua Israel. Người ở tại Tiệt-sa và cai trị 2 năm. Simri, kẻ tôi tớ Ê-la, làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ê-la ở Tiệt-sa, uống say sưa trong nhà Ạc-sa, là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người, nhằm năm 27 đời Asa, vua Juda, và cai trị thay cho người. Sảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua, thì người giết hết thảy nhà Ba-ê-sa, chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà Ba-ê-sa và Ê-la con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên Simri diệt hết cả nhà Ba-ê-sa, y như lời Đức Jehovah đã cậy miệng Giê-hu là đấng tiên tri mà phán ra cho Ba-ê-sa. Các công việc khác của Ê-la và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Juda, thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tiệt-sa. Bây giờ, quân lính Israel đang vây Gibbethon, là thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibbethon đi lên vây Tiệt-sa. Sảy khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết, vì những tội lỗi người đã phạm làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri, sự người làm phản, đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Bây giờ, dân Israel chia làm hai phe. Phe này theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát, và muốn lập người làm vua. Phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát. Vậy, Tiếp-ni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Juda, thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt-sa. Đoạn, người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là 2 ta lân bạc. Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam, con trai của Nê-bát phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho dân Israel can phạm,
và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Juda thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel, con gái Ết-ba-an, vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-an và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-an tại trong miếu của Ba-an mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hien ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra. Chương 17. Eli ở Thi-sê-bê là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông và ẩn ngươi bên khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến đổi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn,
người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Ê-li bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Thi Thiên 115. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi bèn là đáng về danh Ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, Ngài sẽ ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, đã ban phước cho các ngươi. Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah. Chương 7. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy. Này, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại. Ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ. Gia-cốp há có thể đứng được sao, vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. Bây giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi. Gia-cốp há có thể đứng được sao, vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ không xảy đến. Ngài bèn cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Này, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Israel ta, ta sẽ không còn đi qua nó nữa. Các nơi cao của Isaac sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Israel sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Jeroboam. Bây giờ Amasia, thầy tế lễ của Bethel, khiến nói cùng Jeroboam là vua Israel rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua ở giữa nhà Israel, đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, này A-mốt nói rằng: Jeroboam sẽ chết bởi gươm, và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.
Amasia nói cùng Amos rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại BT nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua. Amos trả lời cho Amasia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Israel, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm, đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Chương 8. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy. Này, có một giỏ trái mùa hạ. Bây giờ Ngài phán rằng: Amos, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Israel ta, ta sẽ không vượt qua nó nữa. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi. Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất. Hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua cho chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày sa bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê pha, thêm nặng siết lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề này: Ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như sông cái, nó sẽ lung lay và luống xuống như sông của Ê-díp-tô vậy. Chúa Giê-hô-va phán: Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa, và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm, và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất này trong sự sầu thảm, như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay. Chúa Giê-hô-va phán: Này, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ, chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thề rằng: Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống, thật như đường của Bê-e-xê-ba sống, hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Chương 9. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động. Hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó. Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm. Không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi. Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra. Dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạc Mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra. Dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho.
Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than. Trọn cả đất dậy lên như sông cái và luống xuống như sông của Ê-díp-tô. Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các tầng trời và lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Hỡi con cái Israel, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ê-thi-ô-pi sao? Ta há chẳng từng đem Israel ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Philistin khỏi Cáp-tô và người Syri khỏi Ki-rơ hay sao? Này, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội này, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất. Nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì này, ta sẽ truyền lệnh và sẽ rải tan nhà Israel ra giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàng mà không có một hột nào rơi xuống đất. Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng hoạn nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, thì chúng nó sẽ chết bởi gươm. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Ê-đôm và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. Ta sẽ đem phu tù của dân Israel ta trở về. Chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.